Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục mời quý vị và các bạn đi xem và theo dõi cái bảng giá và sắt thép vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay, xem là nó lên hay nó xuống. Hôm nay mùng 5 tháng 9 năm 2023 thì bảng giá trong ngày hôm nay nó lên hay nó xuống, thì em mời các bác đi xem và theo dõi cái bảng giá của cửa hàng nhà em nhé. Thì cũng như mọi ngày, trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất thì em rất mong các bác là mình xem video thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Và đồng thời các bác có thể ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video và nắm bắt được cái giá cả sắt thép mỗi ngày. Thì cứ 8 giờ sáng ngày sẽ có bảng giá mới để phục vụ các bác. Thì các bác vào xem thường xuyên hơn để mình có lịch trình mua hàng và đặt hàng trong thời gian tới. Còn hôm nay thì đầu tiên là em sẽ mời các bác đi tham khảo cái giá nguyên vật liệu, sau đó là bảng giá xi măng, và tiếp sau cùng sẽ là bảng giá sắt thép Hòa Phát. Thì cửa hàng nhà em là giá tại Phủ Lý, Hà Nam nha các bác nhá. Đầu tiên là cái cát vàng ở tại bãi nhà em thì sẽ có giá là 550.000 đồng trên một khối. Cát đen, cát trung hà thì có giá là đi 280.000 đồng trên một khối. Cát nền thì có giá là 230.000 đồng trên một khối. Và đá 12 thì có giá là đi 380.000 đồng trên một khối. Đá 22 thì có giá là đi 400.000 đồng trên một khối. Còn cái gạch 3 chấm loại A1 thì có giá là đi 1.050 đồng trên một viên. Và gạch nò vồng thì sẽ có giá là đi 1.250 đồng trên một viên. Đấy là cái bảng giá nguyên vật liệu. Nếu như các bác tham khảo mà thấy giá cao, giá thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhé. Còn cái bảng giá xi măng hoàn thạch ở tại cửa hàng nhà em sẽ đang có giá là 1.850 đồng trên 1 kg đối với xi măng hoàn thạch Max CV3. Còn cái xi măng hoàn thạch MC25 thì sẽ có giá là đi 1.550 đồng trên 1 kg. Còn đối với từng thương hiệu xi măng thì nó rất là nhiều, mỗi thương hiệu một giá, do vậy là em cũng sẽ chưa thể đao đầy đủ các bác cái bảng giá xi măng được. Còn cái bảng giá sắt thép Hòa Phát trong ngày hôm nay thì cái phi 6 và phi 8 trơn đang giữ ở mức giá 14.800 đồng trên 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 93.000. Phi 17,2 kg một cây hàng công trình có giá là 108.000. Phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 148.000. Phi 14 13,55 kg trên một cây hàng CB3 có giá 203.000. Phi 16 17,2 kg có giá là đi 258.000. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá 336.000. Phi 20 27,7 kg trên một cây hàng CB3 có giá là 415.000. Phi 22 33,5 kg trên một cây có giá là đi 502.000. Phi 25 45 kg trên một cây hàng CB3 có giá là 650.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát trong ngày hôm nay từ phi 6 đến phi 25 thì chưa có điều chỉnh về giá bán. Trong thời gian tới, nhà bác nào mà có ý định làm nhà hoặc là làm những cái việc lớn dùng đến sắt thép nhiều thì các bác muốn nắm bắt được giá cả lên xuống thì các bác theo dõi thường xuyên hơn và đăng ký kênh ủng hộ cho cả anh em nhé. Em xin được kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn các bác đã